Nàng đưa tay đây. Dạ. Nè. Ờ. Đẹp không? Ôi sao mà nó đẹp quá à. Ủa mà sao quan biết em thích chiếc nhẫn màu này vậy? Ta là quan mà sao ta không biết, nhất là nữ biết cái gì á thì ta chiều cái đó luôn. Đâu đưa tay ta coi. À, dạ. Trời ơi, bàn tay ngọc bàn tay ngà, đem chiếc nhẫn đẹp vô nó đẹp hết biết luôn. Ờ, dạ quan ơi. Hả? Nhưng mà thôi cho em gửi lại quan. Dạ em tạ ơn quan. Nè, nàng ưng ta đi, mấy cái thứ này á nàng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu á. Ta bảo bọc cho, ta nghe nhiều đứa là muốn hại nàng lắm á, nhưng mà nàng yên tâm, có ta chống lưng á, không ai dám hại nữ hết á. Và thậm chí tụi nó còn đến đây ủng hộ nữ nữa. Em á là em lo người ta hại quan, cho nên là em phải giữ ghế cho quan. Từ miệng nữ thốt ra câu này chứng tỏ là không có tầm thường. Dạ ông ơi, bà tới. Trời ơi, mày dẫn bà mày đến đây làm chi? Dạ con không chỉ là bà đuổi con luôn. Trời đất ơi. Tôi tới đây không được hả? Ông đến đây để làm gì? Thì tôi tới đây là việc quan việc nước. Mà tôi hỏi bà tới đây làm chi? Ông cứng dữ ha. Chiếc nhẫn đâu? Nhẫn nào? Chiếc nhẫn đâu? Nhẫn nào? Không thôi á, tôi đốt cái quán này đó. Bậy, đừng có đốt. Đốt là bị đền á. Bà đền là tiền của tôi á. Rồi chiếc nhẫn đâu? Nè, nhẫn nè. Chiếc nhẫn này ha, một hai tôi muốn đeo mà ông không đưa. Hả? Ông muốn đưa cái này cho ai? Ông muốn đưa cho con nào? Không. Dạ xin bà đừng nóng. Dạ, ông tới đây để dùng cơm. Sẵn ông hỏi em chỗ sửa chiếc nhẫn này, để bà đeo cho đẹp thôi, chứ ông không có ý gì hết á. Tại thật ra là quan chưa vừa ý chiếc nhẫn này. Quan nói tay bà đẹp lắm, phải sửa nhẫn lại cho đẹp xứng với tay của bà. Dạ, xin bà đừng hiểu lầm quan, tội nghiệp quan. Nói đúng á, tôi tính đi sửa nhẫn cho bà đeo mà. Ông tính đem nhẫn đi sửa thiệt hả? Chứ đem đi làm chi, sửa cho bà đeo, biết bà thích mà. Trời ơi, nhưng mà tôi thấy chiếc nhẫn này nó cũng đẹp vậy, ông đi sửa làm chi cho mắc công. Tôi chưa kịp nói gì hết trơn, bà vô bà tôm tướp bà la. Tôi tính sửa, nhưng mà giờ bà không cho sửa, bà ham đeo đúng không? Đeo đi, đeo đi ha. Thích là đeo ha. Đẹp không? Vậy thì đeo rồi phải không? Đẹp rồi phải không? Đi về đi. Ở đây tôi còn phải bàn chuyện với nữ. Cái gì? Thôi tôi về. Quan về nghe. Dạ chào quan. Bữa nào gặp lại nghe. Đi về. Thôi gì? Dạ con chào bà. Ủa hai anh lính có chuyện gì vậy? Xin phép thầy cho chúng tôi thi hành sắc lệnh. Ủa? Đứng dậy. Ủa là sao? Đi theo chúng tôi, nhanh lên. Gì xảy ra vậy? Các anh có bắt lầm người không? Đi. Nhanh lên. Sao lại bắt tôi? Nè. Nhưng mà nè. Không hiểu luôn. Xấu rồi. Chắc phải vậy rồi. Ủa? Sao anh ấy lại bị bắt vậy? Biết. Trời ơi. Sao nãy lính vô bắt không chặn lại hỏi đi. Chán thiệt. Thầy ơi. Thầy. Thưa thầy, có chuyện rồi thầy. Bạn đồng môn của chàng khờ đây mà. Có chuyện gì vậy? Dạ, quan binh đồng môn kéo bắt thiện huynh nè. Ai bắt? Giam ở đâu? Bà là tội gì? Dạ, không rõ lý do, nhưng trước đó bức tranh họa vợ của bên ấy đột nhiên bị biến mất, nhưng vẫn chưa tìm được thì lại xảy ra chuyện. Mà kỳ thi lại sắp tới, tinh thần hoảng loạn như vậy chắc khỏi thi luôn quá. Anh cứ bình tĩnh, được rồi, để ta tìm cách hỏi xem sao. Dạ, thật ra thì chuyện này á, tiện huynh có nghi ngờ dính líu tới công tử Bột, nhưng mà hắn chối à. Công tử Bột? Thôi được rồi,
Anh cứ đi trước đi, để ta tìm cách. Dạ. Ai biểu đi học mang theo hình vợ ngó làm chi, bị bắt là vừa lắm. Muội đó, nên cẩn thận lời nói. Ủa, sao Quynh còn đứng đó nữa, không lo đi cứu người ta lẹ lên. Đi. Quang Anh. Ngài gọi ta. Cao nhân bữa nay hạ mình hỏi thăm tại hạ, chẳng hay có chuyện gì. Ta có người học trò, không biết cớ chi bị quan binh xông vô tận lớp, bắt tống ngục. Ngài đang giam ta ở đâu? Ngài cũng có lúc có người thân gặp chuyện, cũng phải nhờ giả như ai ha. Người học trò ý hiền lành, ta nghĩ là chắc có nhầm lẫn chi đây. Nếu bị trễ kỳ khảo thí đã chuẩn bị công phu, vì nhầm lẫn thì quan khuất quá quan. Nếu phải vô tận lớp để bắt, tức thì phải có lý do. Công tử nhà mình cũng ngồi gần anh này, không lẽ lại không dính dáng? Ừ, nói gần nói xa, thôi tôi nói luôn. Ngài thì cần cứu trò, còn ta thì cần thằng con Đậu Kỳ này. Mình trao đổi như vậy có được không? Vậy là ta đã đoán trúng. Ngài đã làm chuyện này để ép ta sao? Con cháu của mình gặp chuyện, mình phải tìm cách này cách nọ. Hôm nay ngài đã hiểu rồi đó. Nếu muốn trả thù thì cứ nhắm thẳng ta. Học trò ta đâu có liên can gì. Có chứ. Trong ngục bị đánh đau quá, tên đó trước sau gì cũng khai ra ngài. Ngài ăn của đúc của thí sinh, muốn đậu khoa bảng. Ngài. Thả tôi ra. Tôi đâu có làm gì sai đâu. Mấy người bắt làm người rồi, có ai không thả tôi ra? Người coi là tới sáng á, cũng không ai cứu ngươi đâu. Quang, Quang ơi, tôi đâu có làm gì sai đâu, sao lại bắt tôi? Muốn biết tại sao bị bắt á, hãy mau khai ra. Người này là ai? Có phải vợ của ngươi không? Đúng rồi, bức tranh này là tôi họa vợ tôi. Quang, Quang trả bức tranh lại cho tôi đi. Mà tại sao Quang lại hỏi vậy? Người đẹp này, ở ngoài có đẹp như vậy không? Dạ, nàng còn đẹp hơn trong tranh nữa. Vậy là xui cho nhà ngươi rồi. Nàng ở đâu, mau khai ra. Tại sao quan lại hỏi vậy? Khai ra hoặc là vợ con ngươi chết. Không, nếu vậy tôi không khai đâu. Có giết chết tôi cũng không khai. Được lắm, để coi ngươi cứng đầu tới đâu. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Ngươi vô ngày hết đó. Chính ngươi đã báo cho bà huyện biết tới quậy ta phải không? Sao quan không nghi cho con nữ? Con nói với quan rồi, con nhỏ đó ghê lắm, phải có gì nắm thóp nó mới chịu. Có gì nắm thóp nữa hả? Mà có gì để nắm thóp? Quan xử án, quyền trinh sát là nằm trong tay quan. Bây giờ quan gài nó vô cái tội gì đó để mà quan đem vô quan xử tội nó. Lúc đó trong tay quan rồi, quan muốn làm gì không được. Phải vậy mà ta nghĩ không có ra. Nhưng mà bây giờ vô nó tội gì bây giờ? Quan hứa lấy lại nhà cho con đi, mọi chuyện còn lại cứ để con lo, coi như là quan không biết gì hết vậy đó. Trao đổi với quan. Thiên. Thiên. Thầy, thầy ơi, thầy cứu tôi đi. Tôi đâu có hiềm khích gì với ai đâu. Tại sao tôi lại bị bắt tôi cũng không biết nữa. Anh bình tĩnh đi, ta được vào thăm anh là tốt rồi. Lúc bắt á, quan binh không có độc lệnh sao? Dạ không. Có ai đó lượm được bức tranh tôi quạ vợ tôi. Mà kỳ lạ lắm thầy, ông quan vô đây chờ hỏi một câu duy nhất á, là vợ tôi có đẹp hơn trong tranh không thôi. Không biết là có chuyện gì không nữa thầy. Quan binh còn hỏi gì nữa không? Dạ có. Ông hỏi là nhà tôi ở đâu,
Nhưng tôi sợ có người làm hại nàng nên nhất bật không khai. Nghe đây, người ta dùng anh để hại ta, nhưng nhan sắc vợ anh cũng có thể là quả phát sinh. Để từ từ ta tính cách cứu ra. Dạ. Dạ bẩm hoàng thượng, đợt tuyển cung phi lần này hoàng thượng có định thân chinh ngự giá hay không ạ? Ngoại bang đang quấy nhiễu, khảo thí tới rồi, tuyển nhân tài mới là việc cấp bách. Còn về chuyện nạp cung, cứ để nội cung lo. Dạ. Dạ, thần xin bái kiến hoàng thượng. Trọng miệng lễ, khanh hay bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Sao rồi, có tin mới từ biên ải báo về không? Dạ bẩm không, thần xin mạo muội bẩm báo chuyện khác. Khanh cứ nói. Dạ bẩm, xin hoàng thượng xem bức tranh này. Đẹp, đẹp lắm, đúng là tuyệt sắc giai nhân. Khá khen tài họa sắc nét, bức họa có thần thái lắm. Ai họa vậy? Dạ bẩm hoàng thượng, ý thần muốn lưu ý bệ hạ là nhìn người đẹp chứ không phải nhìn người vẽ. Người này bên ngoài còn đẹp hơn trong tranh, không chỉ là bậc quốc sắc mà còn là một trí tuệ hiếm có. Thiệt sao? Dạ bẩm hoàng thượng, nếu hoàng thượng ưng thuận, thần sẽ truy tìm cho ra nàng. Cốt yếu là phẩm cách trí tuệ, hậu cung đang cần thêm những phi tần giỏi giang. Nếu đúng như lời khanh đã nói, trẫm cũng muốn gặp nàng một lần. Tuân mệnh hoàng thượng. Đẹp quá. Kén mẩy nên cho ra thứ lụa hảo hạng ghê. Nhờ có em mới được vậy đó. Em giúp chị coi sóc hết mọi việc nha, làm sao cho dãy lụa làng mình trở nên nổi tiếng. Đẹp rồi. Mùa khảo thí đã tới, không biết nho sinh nhà mình giờ ra sao. Nghe ông quan gì nói á, nếu cậu nhà mình cố gắng thì sẽ làm nên kỳ tích. Trưởng làng, mà trong đây có mang hình vợ thì chắc là sẽ cố gắng rồi. Trưởng làng, lại lớn. Hả? Gì vậy? Trưởng làng, chính nó, chắc chắn là nó. Vậy à? Ừ, bắt nó, bắt nó. Hả? Nè, tiểu thư. Ủa, từ từ đi. Vũ ơi, Vũ ở nhà chăm sóc cho cô tí, trong nhà cửa giùm con nha, còn không sao đâu. Giải đi, đi, để đi. Nè chị Nữ ơi, chị Nữ. Vũ, thở quá. Vũ ơi, Vũ. Nữ ơi. Vũ bị sao vậy Vũ? Vũ ơi, Vũ. Nữ. Vũ. Lẽ ra ta đi mà bệ hạ cứ lo vụ biên ải với sứ qua tới, thành ra công của ta mà ngài hưởng đó. Ta không có ham. Đi đường xá xa xôi, mệt mỏi chứ có sung sướng gì. Ta đi ngài hưởng thì có, phải đấu trí với gia nhân, ngài làm nổi không? Thôi ngài đi cũng phải, ta chờ tin thắng trận. Tuyển cung phi mà như đánh trận, cái thứ đầu đất. Nè, nội tình sao? Bên Nguyên trình bày. Và bẩm quan, ả này đã dụ dỗ lừa gạt con hơn 100 lượng vàng đó quan. Nè công tử, đường đường là một đấng nam nhi, tại sao khi không công tử lại đặt chuyện nói không thành có vậy? Chưa tới bên bị nói, dụ dỗ lừa gạt sao? Bên Nguyên nó rõ cho ta biết. Và bẩm quan, ả này ý có một chút nhan sắc, dùng lời ngon ngọt dụ dỗ mượn con 100 lượng vàng để làm ăn, sau đó quỵt không trả đó quan. Thật là quá đáng. Bị đơn, có chuyện đó không? Dạ thưa quan, tiểu nữ có phải là thứ lẳng lơ mồi chài đàn ông hay không? Chính quan là người biết rõ.
Quang biết rõ đầu đuôi luôn hả? Không, làm sao tao biết? Nó nói kìa. Nó bậy. Công tử tố cáo tôi như vậy thì công tử có bằng chứng gì để làm chứng là tôi đã từng có tình ý với công tử? Phải, nguyên đơn có gì chứng minh là hai người có nhân tình nhân ngãi? Có không? Cô còn dám lớn tiếng đòi bằng chứng nữa hả? Đã tư tình với nhau thì tôi còn lạ gì cô? Tại cô hỏi tôi mới nói. Bẩm quan, thú thật là con với ả này có tư tình, cho nên trên mình ả có cái gì con biết tuốt. Bẩm quan. Không được nói. Cứ nói. Ta muốn nghe. Cứ nói. Cái bớt bằng đồng xu. Nó màu đỏ đó quan. Trời ơi, hết hồn, tưởng nó nói bậy bạ. Nè, có không? Có không? Trước mặt ta bày đặt đoan trang tiết liệt. Nó nói như vậy có trúng chưa? Hay là để cho ta xét? Xét đi quan, xét đi. Không cần xét. Xét đi. Ai dám chạm vô người ta, ta cắn lưỡi chết liền. Đó, quan thấy chưa? Đó, con nói đúng. Cho nên ả chối đó quan. Xin quan xem xét. Bây giờ cho ả trả tiền vàng cho con đi. Rồi muốn chết vậy thì chết. Thôi được rồi, tống giam ả vào ngục, rồi ta sẽ xem xét lại. Tới khi nào nhận tội thì thôi. Lính. Dạ. Đưa về làng. Tống giam. Cái gì? Sao ở làng? Giam ở đây để ta dễ xét. À, đây dễ, dễ khám xét. Hiểu rồi. Dạ hiểu hiểu. Dạ hay lắm. Lính. Dạ. Dậy đi. Dạ. Đa tạ quá. Nghe ta nói nè. Bãi đường. Dạ bãi đường. Cái chuyện mà cậu hỏi tôi đó, tôi không có nói được đâu. Bà đã biết đây là ai rồi, vậy mà bà vẫn khăng khăng nhất định không chịu nói chứ gì? Mụ phải khai ra ngay, không phải kể nghe chơi, mà giúp đỡ nhà chức trách điều tra phá án. Dạ quan, án gì mà phải điều tra thân thể phụ nữ bất nhân vậy quan? Án gì ta phải trình với mụ sao? Đó là tội đồ, không khai mụ cũng dính tội bao che. Thứ đó liên can gì tới án mà phải tả vậy quan? Sao lại không liên quan? Vậy mới kêu là nhận dạng, nhận dạng tội phạm. Chuyện điều tra xử án của quan huyện, mắc mớ gì bà phải biết? Thôi, người ta không muốn khai á thì mình đừng có ép. Nè mụ, mụ làm bà mụ đỡ đẻ, đã làm sảy mấy lần rồi à, bà bỏ tiền ra lo lót để cho quan khỏi biết phải không? Dạ. Bà khỏi cần chối, cả cái làng này ai cũng biết, cả quan huyện còn biết nữa mà. Vậy mà bà còn chối nữa hả? Sao? Nói hay là ta dẹp cái chỗ này? Dạ, để từ từ rồi tôi nói. À, dạ tôi nhớ rồi, lúc mà tôi cắt rúng á thì tôi có thấy một cái bớt son. Bớt son. Giờ ta phải thủ tiêu thằng chồng ngay. Không còn cách nào sao? Có một cách. Ngài lĩnh cho thằng con ta đậu thì ta sẽ tâu lên với hoàng thượng là bắt làm người đã có chồng. Sao? Ngài có đồng ý không? Được. Vậy ngài đừng giết học trò của ta, để ta tính. Đây là chuyện hậu vận của thằng quý tử duy nhất của dòng họ ta, cho nên tốt nhất đừng tính chuyện lật lọng. Nếu không ta hứa sẽ có hậu quả thảm khốc lắm đó. Quỳ xuống. Người lùi đi. Dạ. Thôi bây giờ ngửa bài lên đi. Nếu nàng ưng ta thì ta tha cho, còn không đền 100 lượng rồi sắp tới khỏi làm ăn luôn. Nàng suy nghĩ đi, ta không ép. Em không làm gì nên tội hết, em không đền. Nếu vậy là nàng muốn ở trong ngục đúng không?
Lính đâu? Dạ. Tống giam vào ngục đi. Ta đã cho nàng cơ hội, nhưng mà tại nàng không biết điều. Biết điều á thì gặp nhiều may mắn, còn không biết điều á thì gặp nhiều cay đắng. Nàng nên tập ăn ớt và uống thuốc đi là vừa. Cái sứ chó ăn đá, gà ăn sỏi này, vậy mà sinh ra được mỹ nhân lạ. Dạ bẩm, càng xa xôi hẻo lánh thì mới gọi là sắc nước hương trời đó đại nhân. Lành quá. Biết xa xôi hẻo lánh như vậy, ta nhường cho cái tên võ biền đầu đất đó. Đi đi, cho hắn tấn công. À, dạ bẩm, cho dù là kẻ nào, chỉ cần ngài đưa được người ngọc vào cung thì công đầu là của ngài rồi. Công cán chấm bút được gì đâu trong chuyện này. Đi đường thì nắng mưa thất thường, muốn rụng cái cặp vợ luôn hả? Đi. Dạ xin ngài bớt giận.